ngoài cái chuyện thí dụ như mình kêu cái đứa nào đó như là con heo đi, mình làm cái nghiệp con heo mình không nói rồi, nhưng mà những cái kiếp nào mà mình làm người đó nha, thì mình sẽ bị những cái bệnh về miệng, ví dụ như nói chuyện khó nghe, bị ngọng, bị đớ, nói lắp, nói chung là các cái tật về miệng. Rồi miệng mình nó cũng sẽ không đẹp, ví dụ như là hô nè, hoặc là mớm nè, hoặc là răng nó không có đều nè, rồi chưa kể là cái miệng có mùi hôi. Cái lời nói của mình á không có giá trị, mình nói không ai muốn nghe. Quý vị để ý, ở đời có những con người á, lời nói của họ họ nói theo cái kiểu là mình phải nghe theo thôi, chứ còn không nghe theo là không được. Nhưng mà có những người họ mở miệng ra họ nói là mình không muốn nghe một chút xíu nào hết, dù họ có nói khô cả miệng mình cũng không muốn nghe. Lời nói của họ là mình coi như gió thoảng mây bay, thì đó là cái nghiệp do khẩu đấy.